nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của nhà gái nè. Con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ chào bạn nam bên kia và chào khán giả chương trình ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên Trần Ngọc Yến Thanh ạ. Con sinh năm 1993. Hiện tại là con làm để tập khách sạn. Ở đâu? Dạ em quê quán tại Cần Thơ ạ. Là em làm ở Cần Thơ luôn. Dạ em làm tại Cần Thơ ạ. Wow, là từ Cần Thơ mình lên đây mình ghi hình chương trình hả? Dạ. Bên nhà gái giới thiệu rồi, bây giờ em giới thiệu cho bên kia nghe đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào bạn nữ bên kia và tất cả quý khán giả đã có mặt tại chương trình hôm nay ạ. Em tên Võ Tấn An, em sinh năm 1991, em cũng đến từ Cần Thơ ạ. Ôi trời, vậy là đồng hương hả? Dạ, hiện tại em đang làm bên nhân viên văn phòng. Ở đâu hỏi bên kia có gần nhau không? Bạn nữ cho mình hỏi là bạn ở Cần Thơ nhưng bạn ở quận huyện nào vậy? Mình ở đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều ạ. Hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Là có gần nhau không mà mình không có rành địa bàn lắm. Dạ hiện tại từ Thốt Nốt đến Ninh Kiều cách nhau khoảng 50 km đó chị. Ở 50 gần xịt ha. Đồng hương là dễ nói chuyện rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ mình nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, hoạt bát với lại biết nấu ăn à. Còn cái nhược điểm của em thì em không có chịu được áp lực cao à. Mà cuộc sống bây giờ áp lực dữ lắm đó em ơi. Dạ. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu thì em ít nói và hay ngại chia sẻ về bản thân cho đến với người lạ. Chia sẻ lễ tân được không? Dạ chắc được ạ. Em gái cho chị Lan biết là cái tình trường của mình như thế nào nè, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em cũng có biết vài bạn nhưng mà như là mình chưa gặp đối tượng phù hợp ạ. Thế là chưa quen ai hết? Nghe vài bạn là hiểu rồi đó. Tức là hồi nào giờ chưa có yêu ai luôn. Dạ như là tình yêu chưa có thực sự. Chưa có tình yêu luôn. Dạ. Chỉ có tình bạn thôi. Tình bạn à. Có nắm tay ai chưa? Như là cũng có rồi. Có nắm tay nắm rồi, tay rồi à. Quan rồi. Trọng là có được ai hung bao giờ vào mình hung bao giờ chưa? Có ai hung mình bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Rồi. Chưa ai hung hết. Khỏe re rồi đó. Thấy chưa? Bên đây Lan cười, qua bên đây. Cười khoái chí rồi đó. Chào nhà trai, nhà gái của tôi là chỉ có nắm tay thôi mà nắm tay tình bạn đó. Nắm tay bạn bè thôi đó. Ừ, chứ không có nắm tay một chút xíu gì là tình cảm đâu. Cảm giác quá tốt à. Quá tốt. Quá tốt à. Tình trường mình sao? Kinh nghiệm hơn bên kia không? Trước giờ thì em cũng trải qua 3 mối tình à. Vậy là kinh nghiệm dữ dằn à. Dữ dằn đúng rồi đó. Sao 3 mối tình đó là sao? Mối tình nào dài nhất nè? Mối tình đầu tiên là thời sinh viên và 2 mối tình sau là đi làm. Nhưng mối tình giữa là mối tình dài nhất ạ. Dài mấy năm? Khoảng 4 năm mấy. Wow, là dài đó. Sâu đậm rồi đó. Rồi sao chia tay? Dạ là do bạn nữ chuyển công tác lên thành phố Hồ Chí Minh. Lâu ngày thì sao mà cách lòng. Nên hai đứa cũng quyết định là đường ai nấy đi. Trời đất. Trời, từ Sài Gòn xuống Cần Thơ nó không có nhiều xa. Từ Cần Thơ lên Sài Gòn không có nhiều xa hết trơn á. Mày mới có nhiêu đó thôi mà sao mà cách lòng rồi. 4 năm rưỡi là người ta xa tới Hà Nội cũng còn yêu được nữa đó. Em với bạn là cũng như là thống nhất với nhau chia tay cũng hai đứa cũng như là nói một lượt kìa. À vậy đó hả? Ơi. Nói một lượt luôn. Chào cô gái Cần Thơ. Nãy giờ nghe câu chuyện bên kia con gái thấy sao? 4 năm rưỡi chia tay mà xa mặt cách lòng á, mình vậy có xa không? Con nghĩ là trung tỉnh, trung thành phố rồi cũng không xa lắm. Không xa lắm đúng không? 50 cây. Nãy giờ anh kia nói chuyện như vậy mình cảm nhận cái giọng nói của anh có ấm áp không, có nhẹ nhàng không, cái giọng nói nó có thấm vào mình không? Dạ cũng có ạ. Có đúng không? Giọng nói thì cũng ấm áp rồi. Ấm áp đúng rồi. Dạ. Nhẹ nhàng đúng không? Không. Bạn gái là hồi nào giờ là có rất là nhiều người bạn nhưng là chưa tìm được người hợp. Vậy thì người hợp với em nó sẽ là như thế nào? Người mà hợp với em thì biết nấu ăn nè, biết chăm sóc gia đình, không gia trưởng, không như là nghiện rượu, không game gì đó. Không nghiện rượu, nghiện dạ, thuốc, không nghiện game đúng không? Dạ không, tứ đối tượng. Đó, nãy giờ mình nghe bên kia nói mình có tin rằng bên kia không có những điều đó không? Dạ, con chắc có thể là con tin. Tin đó. Tứ đối tượng có dính cái nào không? Nói để chị Lan biết, chị Lan qua kia, chị Lan thương thảo cho. Dạ không ạ, em không có nghiện rượu, nghiện game, nghiện thuốc gì hết à. Có nghiện cái gì không? Dạ không ạ. Chỉ nghiện cô gái bên đó thôi là được rồi nghe. Dạ. Một cái mẫu hình lý tưởng cao thấp gì đó con có tưởng tượng ra không?
tôm người cao cỡ 1m7 trở lên, ngoại hình thì vừa nhìn nếu mà đẹp trai cũng được. Đẹp trai cũng được đúng không? Được. Ở đây dễ thương nha, 1m72 lận. Đẹp trai à? Ừ. Không có giỡn đâu. 1m72 chưa kể là mang đôi giày độn lên rồi được 1m74 nữa. Bên kia là cái yêu cầu nó cũng đơn giản lắm. Chị nghĩ là em đã đáp ứng được hết. Về ngoại hình thì em cũng đã đáp ứng được luôn. Vậy thì bây giờ cái nhu cầu bạn gái của em như thế nào? Hình dạng ra làm sao? Mẫu hình như thế nào? Tính tình ra làm sao? Dạ em cũng mong muốn tìm được một bạn nữ là cũng biết chăm lo cho gia đình. Biết luôn. Dạ, nữ tính, dịu dàng, dễ thương. Bên đó nữ lắm. Không có một miếng nam nào hết. Bên đây rất là cao thì từ 1m58 trở lên là được á. Dư luôn. Ừ. Được rồi. Bây giờ á, là anh thấy thế này là hai bên rất là hiền lành. Đúng luôn. Đúng rồi, dễ thương lắm. Nhẹ nhàng, rất là hợp tính nhau đó. Từ nụ cười, tới ánh mắt, tới giọng nói, cho tới tính tình luôn. Mình thấy rất là hợp với nhau. Rồi bây giờ con đi với ai con? Dạ, con đi với mẹ, với anh trai con. À, có mẹ hả? À. Rồi. Rồi, chào nhà gái. Chào nhà gái. Chào. Bây giờ nhà gái cho xin ý kiến nè. Thấy nhà bên nhà trai tôi sao nè. Xin chào hai MC. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào bên nhà trai. Bây giờ thì mẹ nhận xét là cậu này đó là cũng hiền lành, cũng có những đức tính là cũng là thuộc loại là thanh niên ngoan. Thì việc chuyện tình cảm đó là mẹ để cho tụi con là chủ động. Nếu con cảm thấy rằng đó là một nửa của mình thì đây là một cơ hội để tụi con tìm hiểu. Thời gian á thì nó sẽ trả lời tất cả những yêu cầu của hai đứa con để coi mình có hợp hay không. Dạ. Cảm ơn cô, quá trời tâm lý rồi. Tâm lý rồi. Người mẹ vợ tương lai quá tâm lý. Đi với ai? Dạ em đi một mình, do sáng đi với ba nhưng mà ba sức khỏe yếu đường xa, em kêu ba ở nhà để em đi với anh, có gì nhà anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan hỗ trợ giùm em. Yên tâm, có anh Quyền Linh rồi. Mở ra dễ thương lắm nghe. Nào đứng lên, chuẩn bị tinh thần hít hơi sâu vô, cầm quà đi ha. Chuẩn bị bước qua nhà gái. Dạ, hôm nay đến chương trình thì em có món quà này cho em, hy vọng là anh sử dụng hàng ngày thì sẽ vấn vương em. Anh cảm ơn, anh cũng dạ. Có món quà nhỏ để tặng em, hàng ngày em sử dụng đến em cũng nhớ đến anh ạ. Dạ em cảm ơn anh. Hỏi hai người nói chuyện nhau đi. Dạ vì anh chào em. À. Dạ em chào anh. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là rất là xinh đẹp, dễ thương và hiền. Em có cái cảm nhận gì khi lần đầu tiên em gặp anh không ạ? Lần đầu tiên thì em gặp anh thì em cũng có cái cảm nhận là anh là có cái sự ấm áp với lại nam tính, có sự chu đáo trong đó. Anh cảm ơn những lời nhận xét của anh. Em. Dạ, nếu mà mình hẹn hò thì một tuần mình gặp khoảng mấy lần? Một tuần chắc mình gặp một lần được. Tại thường thường anh làm thì anh nghỉ ngày cuối tuần á. Dạ. Hay là cuối tuần anh xuống Cần Thơ được. Dạ. Ừ. Em làm bên lễ tân thì buổi tối thì em sẽ rảnh. Ừ. Cuối tuần thì em cũng rảnh luôn. Em có thường hay đi chơi, đi xem phim hay đi đâu không? Em thì thích đi xem phim với lại đi ăn uống hay hoặc là đi trà sữa. Em có câu hỏi nào để hỏi anh thêm không? Dạ, cho em hỏi là anh chuẩn bị gì cho việc lấy vợ chưa ạ? Thì anh cũng có chuẩn bị cho việc mình kết hôn ạ. Thì em cũng có chuẩn bị rồi. Em chuẩn bị gì? Như là chuẩn bị những kỹ năng mà để mình sau khi kết hôn chị. Như là kỹ năng nấu nướng rồi chăm lo gia đình. Kỹ năng chăm lo gia đình cái này đúng, hay nè. Hợp lý đúng nha, rồi. Rất là hay nha. Còn không em chuẩn bị gì? Ừ. À, em cũng chuẩn bị về tinh thần và vật chất nhỏ. Ví dụ như tiền đám, tiền đồ đấy chị. Tiền đi rồi vậy. Là để dành rồi đúng không? Dạ. Mình chuẩn bị vật chất lớn được không? Mình chuẩn bị vật chất lớn được không? Dạ lớn thì chắc hiện tại là chưa được ạ. Chắc phải để thời gian sau. Ừ, đúng. Từ đúng. Lớn lớn gì? Thì người ta hỏi. Có tình yêu thì phải có từ từ nó làm nên vật chất thôi. Chứ không phải lấy nhau có tiền sẵn đâu. Thì đúng rồi. Đừng có lo chuyện đó. Nhà trai tôi là yên tâm về tất cả mọi thứ. Nhưng mà về kỹ, nãy bên đây là kỹ năng về làm vợ đúng. Rồi đó. Mình có học kỹ năng chuẩn bị kỹ năng làm chồng không? Kỹ năng làm chồng thì em cũng có tìm hiểu sơ bộ. Thí dụ nếu... làm chồng phải làm gì cho vợ nè, làm gì cho vợ hạnh phúc nè. Trước tiên là phải biết chăm lo cho gia đình trước. Ví dụ như là trong cái vấn đề xây sở, ví dụ như phải chia sẻ về cái công việc, cuộc sống đồ này nọ, hay là phụ vợ, phụ gia đình, phụ con đồ này nọ, làm những công việc lặt vặt ở nhà. Kỹ năng mà làm cho vợ hạnh phúc là gì biết không? Đơn giản thôi. Cái đó chắc nhờ anh Quyền Linh chỉ em ạ. Kỹ năng làm vợ hạnh phúc là sợ vợ. Kỹ năng làm vợ hạnh phúc là sợ vợ. Mình sợ vợ, mình tôn trọng vợ là vợ hạnh phúc liền. Vậy thôi. Đó là kỹ năng cứng cũng như kỹ năng mềm mà em cần phải có.
bây giờ hai đứa hai bạn này dễ thương, tới gần một xíu đi nào. Xin đó, đưa cái tay bên kia. Mặt đối mặt, tay trong tay, nhìn thẳng mắt nhau coi. Thì nãy giờ qua trao đổi thì em có cái cảm nhận gì về anh ở thời điểm hiện tại này? Dạ, thời điểm hiện tại thì em cảm nhận về anh là ấm áp với lại sống tình cảm. Nếu như hai đứa mình mà hợp nhau mà muốn tiến tới hôn nhân thì em dự định là thời gian nào là thích hợp nhất? Thì em nghĩ là trong năm nay. Rồi, bây giờ hát bài tặng cô gái đi. Anh cũng tặng em một đoạn nhỏ của ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Nắm chặt tay rồi nhìn bạn gái hát nè, cho nó tình cảm nè. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ bên nhau đến cả cuối đời. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu xin em hãy cứ tin. Xin hát ạ. Gái hát hay quá. Nói với bác gái câu gì đi. Bác ơi, cho phép tụi con gì đó thử nói câu đi. Cảm nhận con bác sao nói. Dạ, dạ con xin chào bác gái ạ. Con xin chào riêng gia đình ạ. Trước tiên là con cảm ơn bác gái đã dành thời gian để tham gia chương trình và cũng như đã đến đây để cho con có cơ hội được gặp bác gái và gặp em ạ. Dạ thì bác gái cho con xin một ý kiến nhỏ góp ý là bác gái có cảm nhận như thế nào về con để con có thể là thay đổi, bổ sung hay là sửa chữa gì hơn để con hoàn thiện sau này hơn mà. Bác cũng nhìn thấy con là hiền lành, nghĩa là trong cái lời nói và cử chỉ của con thì thấy là cũng thích hợp với con gái của bác. Còn gọi là những cái ưu và khuyết của con á, bác nghĩ là nếu mà con chân thành, trung thực thì hai cái đó nó sẽ quyết định cái tình cảm của con lâu bền. Dạ, con cảm ơn. Con gái muốn nói gì với mẹ không? Dạ, con hy vọng chương trình này thì con sẽ tìm được người theo ý của con, lại làm cho mẹ hài lòng hơn. Mà hy vọng là chương trình này sẽ cho tụi con có một cơ hội và một nửa yêu thương của con á sẽ gặp nha. Dạ. Nhà gái có chịu nhà trai tôi không? Đã chịu. Chịu hả? Rồi bây giờ nhà trai thấy nhà gái tôi làm sao, có chịu không? Dạ thì em cũng muốn nhà gái cho em cơ hội để hai đứa mà tìm hiểu nhau ạ. Vậy hai đứa đứng yên, mình sẽ làm giúp cái việc cho hai đứa nha. Nhà gái nè, có bấm không? Dạ bấm. Nhà trai có bấm không? Dạ bấm ạ. Chúc mừng. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Hạnh phúc hai đứa sẽ là hạnh phúc của mẹ đang ngồi dưới đây. Xin phép bác cho con nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin phép bác với là em cho con được hôn em nụ hôn đầu tiên à. Đó, bác gật đầu rồi kìa. Bác gật đầu rồi đó. Má cho phép rồi má. Dạ. Người ta nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời luôn đó. Trân trọng tất cả những gì đầu đời của một người con gái nha. Dạ. Em trai nha. Dạ. Anh nghĩ rằng nãy giờ anh đánh giá không sai lầm về em đâu. Một chàng trai rất là hiền lành, chất phát, thật thà. Hãy giữ lấy cô gái hiền lành này nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi. À, chị Lan hy vọng là cái sự khởi đầu này, một cái người con trai đầu tiên song hành cùng với em sẽ đi cùng với em đến cuối cái con đường. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn nha. Mời anh. Vâng, em thì em tên Sơn, sinh năm 1995, em ở Nghệ An, Nghi Lộc, Nghệ An. Em hiện tại là công việc hiện tại của em là em cũng làm công ty bảo trì điện cho công ty ấy. Công ty gì có? Em làm công ty gắn thép phong ca Hà Tĩnh. Phong ca Hà Tĩnh. Anh chỉ ở đằng sau ơi, anh thoát ra chút xíu nữa chương trình sẽ gọi lại cho anh nhé, tại đang cắt tính anh trước này rồi. Rồi, ok, tại nãy giờ mình đang làm không hay. Tí gọi lại sau.
Anh làm ở trong công ty Formosa Hà Tĩnh thì anh làm về cái mảng gì? Em làm thì phần đó là vận hành, còn nếu mà có gì chẳng hạn sự cố điện gì thì mình cũng nhận bảo trì điện luôn. Bảo trì điện rồi. Họ và tên của bạn là gì? Mình là Nguyễn Văn Sơn. Nguyễn Văn Sơn. Rồi, Sơn là một chàng trai như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Dạ. Cậu là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Em thì tính tình thẳng thắn đấy, nói chung Tính là tình hòa thẳng đồng với mọi người, được thắn. mọi người yêu quý lắm. Nói chung là mình thì biết kính trên lượng dưới nên các ông bà cha mẹ với các bé nhỏ gì thì mình cũng ok cả. Điểm yếu. Điểm yếu á, nhà gái. Rồi. Cái biểu hiện cụ thể của cái việc nhét gái đấy nó sẽ như thế nào? Tức là chẳng hạn là như bạn bè đúng không, bạn bè là nếu mà bạn bè là con gái thì mình có thể là nói chuyện thoải mái, nhưng mà ví dụ là chủ động làm quen với ai đó là thể nhát không nói được gì cả. Rồi, trước giờ Sơn trải qua mấy mối tình rồi? Em lúc lúc trước sinh viên cô đã có một mối tình mà lúc trước cũng là bạn gái chủ động làm quen mình. Rồi sau bạn kia đi du học bên kia rồi rồi mất liên lạc lâu 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 giờ rồi, từ lúc sinh viên đến giờ luôn. Thế hồi đấy có yêu nhau chưa? Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau hơn 2 năm Rồi. rồi bạn gái đi du học, Sau và trước khi đi bạn có hứa hẹn gì không? bạn bảo là thì cũng hứa hẹn nhiều, nhưng mà rồi gái trai đằng sau này rồi mình có sang nhà bạn gái thì có liên lạc lại, nhưng mà bạn bạn gái cũng đã có người yêu rồi nên thôi mình cũng thoải mái, mà miễn sao bạn gái được hạnh phúc là mình mừng rồi, chứ mình cũng không quan trọng cái đó. Rồi, thế từ cái hồi đó, từ những cái năm tháng mà sinh viên ấy, thì là tới giờ mới có đi tìm hiểu những cô gái khác không? Không, từ lúc đấy tới giờ là mình cũng tập trung lo cho công việc ấy nên mình cũng không tìm hiểu một ai khác cả. Tập trung vào công việc. Rồi. Thu nhập bình quân của bạn một tháng là sẽ được bao nhiêu? Trung bình. Trung bình là khoảng tầm khoảng 13 triệu. Rồi. Hiện tại là nhà cửa ở Nghệ An của mình là như thế nào rồi để sẵn sàng lấy vợ? Mình thì cũng hiện tại đang ở với bố mẹ, nhưng mà thì mình cũng nói thì nếu là mình muốn tìm một bạn gái là tức là có thể về làm dâu được, vì là nhà mình là hai anh em, mình là con đầu sau còn đứa em gái nữa, mà đứa em gái cũng rồi cũng nó cũng lấy chồng nên không thể lo được cho bố mẹ ấy, nên mình muốn ở chung với bố mẹ để lo cho bố mẹ. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mẫu người bạn nói luôn là cái mẫu người mà bạn đang tìm kiếm đi. Là mẫu người mình tìm kiếm là mình sinh năm 95 thì nói chung trên dưới cách cũng vừa vừa tuổi là một, thứ hai nữa là mẫu bạn gái là ngoan hiền là một, thứ hai nữa là biết kính trên đường giới, vì là mình nói chung là gia đình mình thì cũng chú trọng nữa lắm, vì là nếu mà không biết kính trên đường giới thì thường là nói chung là làng xóm người ta đánh giá này nọ đi khác ấy. Nói chung Rồi. là phần đa là biết người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, chăm chồng thương con là được, chứ tính mình thoải mái lắm chứ không có gì cả đâu. Ok, nhưng mà bây giờ về cái vấn đề ngoại hình á, ngoại hình thì như nào? Chiều Thì cao, cân nặng, mập gầy, ốm yếu sao? Mặt mũi sao? mình thì cũng thoải mái lắm, cũng không quan trọng cái lắm bạn ạ, miễn sao biết yêu thương chăm lo cho gia đình bên nội cũng như bên ngoài là được. Rồi bạn chắc mà không? Tí nữa mà đưa cho mình bạn là cô cái mập. mình là không Đưa. phải nữa, là mình là nói chung là muốn là ai cũng có thể là họ nữ được, nhưng mà cùng quê thì tài, vì không phải là nữa đâu, vì là mình xác định là vì mình là con cái nên mình muốn bạn gái là được đấy. Rồi. Chắc chắn là phải cùng quê đúng không? Ngoại hình là không quan trọng gì cả, mập 80 kg cũng được. Nó vừa vừa thôi chứ 80 kg nặng Thì hơn mình đó, mà bây không lên giờ phải tà, thì tà, phải tà. được. Thế bây giờ biên tập sẽ đưa cho những người bạn bảo là thoải mái không quan trọng.
Ê, vậy vậy thì cho mình từ từ khoảng bốn mươi cho đến khoảng 5 ký thôi, chứ người mình cũng có 6 ký mà nặng quá thì mình cũng gọi là chiều cũng cao. Chiều cao sao? nói chung là chiều cao thì từ mét 45 cho đến khoảng mét 6 đổi lại thôi. Rồi, mét 6, rồi. Bà còn điều gì bạn cần ở người phụ nữ nữa không? Nói chung là hiền hiền ngoan là được, nhưng mà mình cũng có tập có 1 tí thể hình nên biết sao bạn gái cũng, nói chung là dáng người cũng cân đối một xíu chứ cũng đừng có béo quá. Rồi. Thì về tập thể hình cho người ta. Thì nhưng mà cốt là vấn đề người ta có chịu tập tập hay không mà thôi, chứ mình thì mình cũng có tập thể hình khoảng tầm hơn hơn 2 năm rồi, nên nên phần ra là cốt là bản chất mình thôi bạn ạ. Ok. Rồi nhá, cảm ơn bạn nhá. Thì hôm nay cái buổi đầu tiên để giao lưu, nếu mà tìm được cái người phù hợp mà đúng Hà Tĩnh Nghệ An của bạn á thì Dạ chương vâng. trình sẽ liên hệ với bạn ha. Vâng. Ok, cảm ơn bạn rất là Có nhiều. gì mình cảm ơn chương trình nhiều nhé. Ok, ba bạn nhá. Này. Bây giờ mời bạn giới thiệu về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, những thông tin cơ bản ấy, hiện tại đang ở đâu. Em Bạn chủ động giới thiệu nhé. rồi, em tên là Nguyễn Anh Vũ. Năm nay em 25 tuổi, đến từ Gò Vấp. Công việc hiện tại là em đang kinh doanh buôn bán quần áo á. Mà lấy cái shop của mình hay là mình đi làm thuê cho người ta? Dạ đúng rồi, shop shop của em. Em mới mở shop được khoảng 4 tháng nay. Vũ là 25 tuổi, là sinh năm 1998. 98 hả? Dạ đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Kinh doanh được bao nhiêu lâu rồi Vũ? Em kinh doanh được gần 1 năm nay, 1 năm nay thôi, gần 1 năm nay mà mới mở shop được 4 tháng. Rồi, một mở shop được 4 tháng. Dạ. Trước đó là mình online hả? Dạ trước em bán online. Rồi. Bán ở tại nhà thôi. Rồi cậu giới thiệu qua về cậu là một con người, Vũ là một con người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu Em ra sao? vui vẻ hòa đồng. Em rất như là hay những thích những buổi tiệc gặp mặt bạn bè vui vẻ. Rất là thích giao lưu người với người lạ người ngoài á. Ok. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu, thế điểm yếu của mình. Điểm yếu của em là nhát lắm, mới mới đầu mới gặp người lạ là nhát lắm, nhưng mà khi mà đã quen với nhau rồi thì sẽ rất là vui vẻ hòa đồng. Đó điểm 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 mạnh của em là như vậy, còn điểm yếu là hay bị nhát trước đám đông, trước mới lần đầu gặp tiên á, lần đầu gặp á sẽ rất là Rồi, các bạn có tài lẻ gì không? Hát được không? Dạ em hát được ca hát. Rồi. Cũng cũng nhảy vui vui được. Bây giờ hát thử bài đi. Hát bài hát bài gì được Đức hát bài cái gì ta của thằng Nan nha, ca sĩ Na nha, Đúng rồi, đúng ca sĩ Na bài Mình tới đi à? đồ tới luôn nha. Rồi tới luôn. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thảnh thơi. Anh đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tự như cho qua năm sau đám cưới liền tay đó ngày mùng 2 có ai đi em mời em ở đâu anh mang châu cao của anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thịt kho rau muống. Thắm thiết sẽ mặn nồng yêu thương lắm mênh mông vậy thì còn chần chờ chi nữa ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều đời không đắn đo em cần chi phải lo vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tin tan cho gần cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau Rồi, xin hết. Rồi. Rồi ok, hát vui mà, Dạ. đến hôm mà quay hình ấy thì mang bài hát này lên nhá. Dạ em sẽ mang một Ủa. bài hát khác. Giờ cái thời gian mình lên hình là mình thông báo sau rồi anh. Dạ.
À, nhưng mà giọng thì giọng có vẻ hơi Bắc nhỉ? Dạ đúng rồi, em gốc là gốc Bắc. Con ở đây từ nhỏ đến lớn luôn, ở Gò Vấp á. Từ nhỏ đến lớn luôn. Ok, bạn 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 đợi mình 30 giây nhé. Mình đang Dạ. lấy cái này cái. À, xem có đủ Rồi ok em ơi, bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Mời em chia sẻ luôn. không? Mẫu bạn gái của em là cũng ngoại hình nè, ngoại hình nè, công việc của cô đó, rồi tuổi tác, chiều cao như thế nào? Hình là cũng hơi mập, cũng có Thích da có người mập thịt hả? xíu, dạ thích có da có thịt, cao mét sáu sáu hơn được mét sáu, Em cao bao nhiêu? em mét mét sáu chín, À, rồi ok, hợp lý. Rồi tuổi tác có yêu cầu tuổi gì không? Hay lớn tuổi hơn, nhỏ hơn? lớn hơn cũng lớn được. hơn cũng được. Dạ. Lớn hơn 5 tuổi được không? Lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn Lớn hơn khoảng khoảng 3 tuổi, 3 tuổi, 3 tuổi, 2 đến 3 tuổi. 3 tuổi. 2 3 tuổi, rồi. Dạ. Dạ. Rồi yêu cầu công việc của cô đó gì không em? Công việc công việc em yêu cầu là yêu một cầu bạn nữ cũng phải cũng bận phải rộn một bận rộn xíu một chứ em không thích rảnh rỗi quá. Em bận rộn không? Em bận rộn không? Em Em cũng nếu mà nếu dành mà một dành một tháng tháng khoảng khoảng 4 ngày đi bốn chơi ngày bạn chơi nữ thì bạn được. nữ thì được. À, 1 tháng 4 ngày thôi. Trời ơi, có ít quá không em? Dạ thì dạ, nếu mà thì bạn nếu muốn hơn thì thì em sẽ sắp em xếp sẽ thời sắp gian. xếp thời gian. Nhưng mà ý em là 4 ngày là được rồi đó hả? Mình trời yêu đương nhiều khi nhớ nhung đồ này kia không có hay sao? Có thể Có thể buổi tối buổi tối làm về hay em buổi hay đêm buổi á thì đêm em thì có thể em có thể gặp nhau gặp một nhau hai 1 2 tiếng tiếng được. được. Tại vì công việc công của việc của em em cũng làm làm cũng giờ làm này giờ em này đang em đang tập tập trung trung vào vào công công việc việc cũng cũng khá khá nhiều. nhiều. Dạ tại Rồi. mới mở mở đó. À đúng rồi. Thôi kêu bạn gái qua đó phụ luôn chứ có gì đâu. Dạ cũng được. Ừ, Thì càng đó. tốt nhờ. Rồi, ok em. Rồi bạn gái nếu mà năng động tự tin gì quá sẽ có ngại không? Không em có Không một em bạn có nữ một gọi bạn là gọi là hơi có một hơi chút có nó một khùng khùng xíu nó khùng em khùng cảm xíu thích. em cảm thích à thích Dạ khùng phải không? dạ dạ Trời khùng năng này động nhiều lắm năng em yên động tâm dễ. dạ dạ Rồi còn gì nữa không? Còn yêu vậy thì điểm em không thích, điểm em không thích ở bạn gái là gì? Để không thích Để hả? không thích hả? Bạn gái Bạn gái đừng có gọi là gọi nhõng là nhẽo quá nhõng không thích nhẽo đâu. quá không thích đâu Thích men hả? Đừng có men Đừng quá. có men quá Cứ Nghe men gọi là sợ luôn. đừng Ừ, có gọi là đừng có lúc gọi nào cũng là là anh ơi em ơi em buồn quá buồn cho quá em trà cho sữa em trà sữa không thích. không thích Dạ dạ Rồi ok em, thế dạ em cũng dạ vui vẻ buôn bán rồi ha, kiếm mấy người cũng buôn bán rồi được như vậy thì chắc dạ cũng đúng vui rồi đúng dạ không? đúng rồi dạ đúng rồi dạ đúng rồi Rồi ok, Vũ đúng không? dạ em tên dạ Vũ em tên Vũ Rồi ok Vũ nha, nếu dạ được chọn dạ thì chương trình báo lại cho em rồi mình sắp xếp tham gia em ha. dạ rồi dạ ok rồi Rồi cảm cảm ơn ơn em, chương chào trình em nha. nha, chúc buôn dạ may bán đất nha. dạ Rồi bye dạ bye cảm ơn em, chương trình cảm ơn nhiều. chương trình.